Câu hỏi thứ nhất là chư Phật thị hiện ở cõi ta bà muốn gì ở chúng ta? Các ngài muốn gì ở chúng ta nào? Ngài muốn chúng ta giác ngộ. Tất cả đều phải giác ngộ rồi mới thành Phật được chứ đúng không? Giác ngộ và tất cả đồng thành Phật. Đơn giản vậy thôi. Các vị hãy tập trung vào câu hỏi và trả lời đơn giản giùm Vân nhé. Ngài muốn chúng ta tất cả đều giác ngộ và tất cả đều đồng thành Phật hết. Rồi, câu kế tiếp nào. Pháp môn Tịnh độ rất khó tin và khó gặp. Ai mới là người có thể gặp và tin? Là những người có đủ thiện căn phước đức nhân duyên chín muồi A Di Đà Phật. Chính xác, cảm ơn con. Đơn giản vậy thôi quý vị ơi. Cảm ơn con. Trời ơi, sao giỏi thế. Là người có đủ thiện căn phước đức nhân duyên, và nhân duyên phải chín muồi thì mới có thể gặp và tin, đúng không ạ? Hãy nhớ, chỉ có người có thiện căn phước đức nhân duyên, và nhân duyên cần phải chín muồi thì mới có thể tin. Đơn giản vậy thôi. Các vị giúp Vân hiểu dùm Vân nhé. Rồi, để kế tiếp. Bằng cách nào mới có thể thành tựu? Dạ thưa cô giáo, chúng ta có thể thành tựu khi chúng ta phát tâm Bồ đề, một lòng chuyên niệm A Di Đà Phật thì sẽ thành tựu ạ. À? A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, chính xác. Bằng cách nào mới có thể thành tựu? Câu trả lời là phát tâm Bồ đề, một lòng chuyên niệm thì chúng ta có thể thành tựu. Quý vị nhớ nha. Phát tâm Bồ đề, một lòng chuyên niệm thì chúng ta có thể thành tựu trong đời này. Hãy nhớ tâm Bồ đề là gì? Là buông bỏ hết đó. Buông bỏ hết thì chúng ta mới có thể niệm Phật thành tựu được nhá. Hãy nhớ nhớ một cách đơn giản thôi, là tâm Bồ đề là chúng ta cần phải buông bỏ, thương yêu chúng sanh và buông bỏ hết tất cả các gì không quan trọng, các vạn duyên xung quanh đó, thì chúng ta mới có thể thành tựu, niệm Phật thành tựu được. Rồi kế tiếp, phẩm vị quyết định như thế nào? Phẩm vị quyết định là ở sự tu tập của chúng ta, ở công phu sâu hay cạn. Quý vị nhé, hãy nhớ nha. Nếu công phu sâu thì chúng ta sẽ sanh về phẩm vị cao, còn nếu công phu cạn thì chúng ta sẽ sanh về phẩm vị thấp. Hãy nhớ cái này giùm Vân nhé. Cho nên đó là lý do mà Vân bắt quý vị phải tu nhiều 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 là như vậy đó. Vì chúng ta đang phát nguyện thượng phẩm thượng sanh đúng không? Thượng phẩm thượng sanh mà tu mà xỉu ở sao mà lên nổi. Cho nên là thượng phẩm thượng sanh cần phải tu rất 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 nhiều thì mới đạt được quý vị nhé. Rồi. Câu kế tiếp. Phật và A Nan biểu diễn với mục đích gì? Biểu diễn thị hiện với mục đích gì nào? A Di Đà Phật. Em xin trả lời câu hỏi của cô giáo là giúp tất cả chúng sanh chúng ta giác ngộ ạ. A Di Đà Phật. Chính xác. Đây là câu Phật muốn nghe. Để giúp chúng sanh, để giúp tất cả chúng sanh chúng ta giác ngộ. Để giúp tất cả chúng sanh giác ngộ. Khi mà giác ngộ rồi thì chúng ta mới mê tu, mới về cực lạc được đúng không? Cho nên là trong bài pháp và thường nói là để giúp chúng sanh giác ngộ. Rồi, cảm ơn em. Kế tiếp câu hỏi là thông diệu thiền là gì? Dạ, A Di Đà Phật. Niệm Phật là thông diệu thiền. Chính xác. Cảm ơn em. Thiền. Là niệm Phật. Đơn giản vậy thôi. Quý vị lắng nghe câu hỏi quý vị sẽ có câu trả lời nhé. Thông diệu thiền là niệm Phật.
ba chữ thôi là niệm Phật. Niệm Phật là thông hết tất cả, thông diệu thiền. Rồi bây giờ hỏi nào, tại sao ngài nói niệm Phật là thông diệu thiền? Thông diệu thiền có nghĩa là quý vị đã nghe cái câu trước là niệm Phật là thông diệu thiền, mà tại sao ngài lại nói là thông diệu thiền là đi sâu vào cái thông diệu thiền là vì tất cả các thiền định ở ngoài kia thì khi họ xả thì họ sẽ không có còn định được nữa. Và chúng ta câu Phật hiệu niệm Phật khi chúng ta gọi là niệm Phật thành phiến rồi đó, là an trụ trong câu Phật hiệu, thì chúng ta đi đứng nằm ngồi nhất cử nhất động gì chúng ta cũng có thể thiền được hết. Và cái thiền này gọi là cao minh hơn rất nhiều so với thiền thông thường. Cho nên ngài muốn nhấn mạnh ở chỗ là ngài nói là tại sao ngài nói niệm Phật gọi là thông diệu thiền, vì niệm Phật cao minh hơn rất nhiều so với thiền thông thường. Vì chúng ta có thể đi đứng nằm ngồi nhất cử nhất động gì chúng ta cũng có thể niệm Phật. Và chúng ta thiền khi chúng ta niệm Phật đó là thiền, và thiền này là có thể 24/24. Trong lúc ngủ chúng ta cũng có thể bắt máy niệm Phật, đúng không ạ? Bắt máy niệm Phật, và khi ta ngủ A Lợi Giới thức chúng ta vẫn còn thức, thì cái thức chúng ta vẫn tiếp tục niệm Phật, tiếp tục hấp thụ câu Phật hiệu. Và nếu chúng ta làm được như thế thì một thời gian nào đó chúng ta cũng có thể là bất niệm tự niệm các vị. Bất niệm tự niệm có nghĩa là khi chúng ta không niệm mà tự nhiên tiếng Phật hiệu trong người chúng ta tự vang lên. Đó, rất 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 là an lạc. Và khi chúng ta tìm được cái an trụ trong câu Phật hiệu là chúng ta có thể gọi là định được cái tâm, tâm định thì trí tuệ sẽ phát sáng. Cho nên là gọi là niệm Phật gọi là thông diệu thiền là như thế. Các vị nhớ nha. Cho nên là nói tóm lại là câu Phật hiệu chúng ta cực kỳ vi diệu và màu nhiệm, có thể cứu được ta, có thể cứu được tất cả chúng sanh nhờ câu Phật hiệu này. Cho nên hãy cố gắng niệm Phật cho thật nhiều để chúng ta có thể niệm Phật thành phiến, bất niệm tự niệm. Và chúng ta đem cái lợi lạc của ta, pháp môn tịnh độ này để gieo duyên đến cho tất cả chúng sanh ngoài kia. Ai đó hữu duyên thì thời cơ chín muồi. Dĩ nhiên chúng ta không biết được họ có phải là thiện căn phước đức nhân duyên hay không. Khi chúng ta tiếp cận đến họ, khi chúng ta gieo duyên pháp môn tịnh độ, gieo duyên câu Phật hiệu, thì chúng ta mới bắt đầu biết họ có thiện căn phước đức nhân duyên hay không. Vì họ nghe, tin, hành thì đó là thiện căn phước đức nhân duyên. Còn nếu họ nghe mà họ không thích nghe nữa, hoặc là phỉ báng, hoặc là như thế nào đó, thì ít nhất chúng ta, bản thân chúng ta cũng đã gieo duyên được câu Phật hiệu vào cái A Lợi Giới thức của họ rồi. Thì một đời nào đó họ sẽ có đủ duyên phước để họ có thể biết đến Phật pháp chúng ta. Thì cái điều chúng ta cần làm thì chúng ta tiếp tục làm. Còn cái thiện căn phước đức nhân duyên của họ có hay không, đó là chính bản thân họ mới biết, và bản thân chúng ta đã gieo duyên sâu rồi thì chúng ta mới biết được họ có thiện căn hay không, chín muồi hay không nhá quý vị. Cho nên nói tóm lại là chuyện ta làm và ta nỗ lực làm vì ta đã tin hiểu rồi, thì bây giờ chúng ta cần phải hành và tạo ra kết quả để đem pháp thân chúng ta độ chúng sanh, để ta một đời này có thể về với Phật, tất cả đồng về với Phật hết các vị nhé. A Di Đà Phật. Mời quý vị chúng ta hồi hướng luôn ạ. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi. A Di Đà Phật. Chúng con nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về Cực Lạc. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi. A Di Đà Phật. Tác đài chứng minh. A Di Đà Phật. Nguyện chúc cả nhà an lạc và hẹn gặp lại thời công phu sau.